Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới sa sút trí tuệ. Nó tác động đến trí nhớ, suy nghĩ, hành vi và có thể gây tử vong. Vì vậy, việc đưa ra chẩn đoán sớm giúp bệnh nhân có thể được điều trị một cách hiệu quả là rất quan trọng. Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản và Australia đã hợp tác cùng nhau để phát triển một phương pháp xét nghiệm máu mới giúp cho việc chẩn đoán căn bệnh Alzheimer có thể diễn biến được sớm hàng chục năm. Trên tạp chí Nature, nhóm tác giả cho biết amyloid beta được cho là một protein gây ra căn bệnh này, bắt đầu tích tụ trong não khoảng 20 đến 30 năm trước khi căn bệnh Alzheimer phát triển. Trước đây, y học chỉ có thể kiểm tra mức độ tích tụ của loại protein này với các phương pháp vừa đắt đỏ vừa gây đau đớn cho con người. Với phương pháp xét nghiệm máu mới, các nhà khoa học có thể chiết xuất các chất liên quan từ 0,5 ml máu rồi tiến hành xác định mức độ tích tụ amyloid beta. Thử nghiệm trên 232 người Nhật và Australia cho thấy kết quả xét nghiệm máu trùng 90% so với kết quả của phương pháp cũ. Đây là một phương pháp đặc biệt nhạy cảm, có thể giúp dự báo những người có thể mắc bệnh dù bây giờ họ vẫn còn trẻ. Sau khi công bố, phương pháp xét nghiệm máu thu hút những bình luận trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng chẩn đoán sớm đồng nghĩa với điều trị sớm, gia đình bệnh nhân cũng sẽ được chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể chất. Còn những người phản đối lại nhận định chẩn đoán sớm sẽ đẩy bệnh nhân cùng gia đình vào cảnh tuyệt vọng. Bởi đến nay, khoa học chưa tìm ra cách chữa trị chứng bệnh này, và điều quan trọng là phải xây dựng một xã hội và hệ thống để bệnh nhân Alzheimer được sống như họ mong muốn.